Đến rạng sáng ngày 17 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi nạn nhân trong vụ án mạng giữa hai cậu cháu xảy ra tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 7, Võ Chí Hai sinh năm 1990 đến nhà cậu ruột là ông NVT sinh năm 1955 gần nhà mình ở khu phố Phú Cường thị trấn Phú Long để thắp hương cho ông bà. Tại đây, giữa hai cậu cháu xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại. Sau đó hai dùng dao đâm ông Tê khiến nạn nhân gục xuống sân và tử vong. Sau khi gây án, hai đã bị tạm giữ tại công an thị trấn Phú Long để phục vụ điều tra. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận BC01 đã khám nghiệm hiện trường và thu giữ một con dao dính máu trước cửa cổng nhà nạn nhân. Nhiều lực lượng địa phương cũng đã có mặt tại hiện trường để vận động và yêu cầu gia đình nạn nhân để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi theo quy định. Đến rạng sáng ngày 17 tháng 7, việc khám nghiệm mới hoàn tất.